Trong tập trước, Thiên Nhận Tuyết đã đột phá 100 cấp thành thần, sau đó đi tới chỗ Đường Tam, trấn áp Nam Chính lại khiến hắn không thể nhúc nhích, đồng thời đưa cho hắn một cơ hội lựa chọn, đó là quy phục hay hồn phi phách tán. Uy áp bao phủ xung quanh người hắn, nếu không vì trong tay cầm hai thần tam so kích thì hắn dù nhiều đã nằm bẹp dưới đất rồi. Còn về yêu cầu của nàng ta thì Đường Tam vẫn không trả lời. Thiên Nhận Tuyết tiếp tục nhắc lại lần nữa, còn cho rằng mình đang mời chào hắn. Là một đối thủ, nàng vô cùng nề phục hắn và tôn trọng hắn. Đây cũng là lý do mà Thiên Nhận Tuyết nhiều lần kiên trì muốn đấu công bằng với hắn. Vậy nhưng mà hắn chẳng quan tâm chuyện đó. Thứ hắn quan tâm chẳng qua là những người nhà và bằng hữu. Yêu cầu của nàng là hắn đi theo mình, nàng cũng có thể che chở cả bọn họ. Đường Tam thắc mắc vì sao đối phương lại coi trọng mình tới như vậy, chỉ là nhìn chúng tiềm lực của hắn sau. Không sợ rằng hắn sau khi thành thần sẽ mưu phản Vũ Hồn Đế Quốc sau. Thiên Nhận Tuyết không nghĩ vậy, nếu mà hắn mưu phản thì coi như là mình nhìn lầm người. Đường Tam cho biết lời mời của nàng rất hấp dẫn. Vậy nhưng đáng tiếc là đáp án của hắn vẫn như cũ. Lời này làm cho Thiên Nhận Tuyết bất ngờ, rõ ràng là biết mình đã thành thần mà vẫn lựa chọn cơ hội phản kháng, đúng là có gan lắm. Đường Tam thì cho rằng nếu như ngược lại là nàng, liệu rằng nàng ta sẽ từ bỏ niềm tin của mình, từ bỏ tất cả mọi thứ để khuất phục kẻ địch sau. Hắn tặng cho đối phương một câu, đó là tha làm ngọc nát chứ không làm ngói lành. Sau nói của Đường Tam tràn đầy phẫn nộ, hắn cầu mình thoát ra khỏi khống chế rồi ngừng tụ lực lượng, ném ra tam so kích, tấn công thẳng mặt Thiên Nhận Tuyết. Nàng cảm giác được chiều này của hắn phảng phất đã có khí tức của thần. Vậy nhưng đáng tiếc là thanh thần khí này không phải ở trong tay thần. Thiên Nhận Tuyết dùng tay ngăn cản đợt công kích, sau đó trực tiếp cầm lấy tam so kích một cách dễ dàng. Trong thời gian ngắn ngủi đó, Nam Chính đã chọn cách quay xe bỏ chạy. Thiên Nhận Tuyết đón đỡ xong, nhìn lại đã không thấy người ở đâu nữa. Nàng thắc mắc, chẳng lẽ hắn dùng chiêu này chỉ vì thoát thân? Giữa hai người đã xác định là đối lập, nếu hắn cứ khăng khăng chống lại mình thì nàng cũng không dùng được. Nàng bộc phát lực lượng thiên sứ ra xung quanh dò xét, tiếp tục truy tìm dấu vết. Lúc này Đường Tam đang ẩn mình chạy nhanh ra xa, tạm thời tránh đi mũi nhọn để tranh thủ thời gian chữa thương. Dù có bị đối phương đuổi kịp thì cũng có sức đánh một trận. Vừa lợi dụng làm ngần lĩnh vực truyền tin tức, Thiên Nhận Tuyết đã thành thần ra ngoài. Sau một lúc tìm kiếm, Thiên Nhận Tuyết cũng phát hiện ra Đường Tam. Nàng ta lập tức tung chiêu đánh ra một kiếm phá hủy toàn bộ làm ngần thảo xung quanh, lực lượng thiên sứ nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Thiên Nhận Tuyết lên tiếng khen ngợi hắn rất thông minh, lợi dụng lĩnh vực để che giấu khí tức, lại tăng thêm một tầng ẩn thần nữa. Vậy nhưng mà kỹ năng của nàng có thể xua tan mọi thứ không phải là lĩnh vực thần cấp, loại bỏ ẩn thần của hắn cũng chỉ là thời gian mà thôi. Dù tốc độ di chuyển của hắn có nhanh hơn thì cũng chỉ là cực hạn của nhân loại. Trong thời gian ngắn không thể nào chạy khỏi khu rừng rậm này được, nên đương nhiên cũng không thoát được. Đường Tam vừa chạy đến đâu thì lĩnh vực của Thiên Nhận Tuyết bạo phát đến đó. Hắn cũng cảm giác cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách. Cho nên chủ động hiện thần, đứng lại mặt đối mặt với đối thủ. Thiên Nhận Tuyết cũng muốn biết, lòng tin dám đứng lại đối mặt này đến từ đâu. Đường Tam chủ động muốn đưa ra giao ước, nàng ta biết cách này của hắn chính là kéo dài thời gian. Vậy nhưng trước đó bản thân nàng cũng từng đề nghị hắn một cái giao ước nên bây giờ muốn trả lại. Lần trước, nàng ta đề nghị một trận chiến. Lần này Đường Tam cũng phải đề nghị đánh một trận, vậy nhưng là không sử dụng thần khí để chiến đấu. Trong một nén nhang, nếu như có thể bắt được hắn thì coi như nàng thắng. Lúc đó hắn sẽ thần phục. Còn nếu như hắn thắng, thì mời nàng trả lại hai thần tam so kích và cho 3 ngày thời gian rời khỏi nơi này. Sau 3 ngày đó thì có thể tiếp tục truy kích. Nếu đến lúc đó vẫn có thể bắt hắn, thì hắn cũng có thể thần phục với Thiên Nhận Tuyết. Yêu cầu này đặt nặng hai chữ thần phục, rất đúng với ý của Thiên Nhận Tuyết. Hơn nữa sự tự tin của nàng ta lại đang lên cao, cho rằng dù không sử dụng thần khí thì vẫn là thần, hà cớ gì mà không dám đánh cược. Vậy nhưng mà thanh hải thần tam so kích này vẫn không thể đem trả được. Nó chính là mầm họa lớn của Vũ Hồn Đế Quốc, chỉ cho khi hắn trung thành với mình thì nàng mới trả lại. Còn chưa kịp để cho Đường Tam đồng ý thì đối phương đã ném tam so kích xuống đất rồi tạo ra một tầng kết giới bao bọc thành vũ khí này lại. Đường Tam kiên quyết sẽ tự mình lấy lại thần khí, hắn bộc phát hồn hoàn ra ngoài. Nhìn thấy nhiều chiếc hồn hoàn 10 vạn năm như vậy, nàng ta cũng bất ngờ, thảo nào hắn lại có tự tin chống lại thần như vậy. Vậy nhưng nàng lại thắc mắc là hồn hoàn bố trí như thế này có phải là có liên quan đến con hồn thú từng hiến tế kia không? Lời này làm cho Đường Tam phẫn nộ, dù Tiểu Vũ có sống lại thì cũng không thể che giấu được huyết hải thầm thù giữa hắn và Vũ Hồn Đế Quốc. Thiên Nhận Tuyết cho rằng bây giờ nói ra những lời này đã không còn ý nghĩa nữa, dứt lời cũng lấy ra hồn hoàn. Trên người cũng có tới 3 cái 10 vạn năm. Hắn biết sau khi kế thừa thần chỉ, niên hạn hồn hoàn của cô ta đã được nâng lên, hơn nữa còn tỏa ra khí tức của thần. Có lẽ có thể điều động một phần thần lực để thi triển kỹ năng hồn hoàn. Chưa dừng ở đó, Thiên Nhận Tuyết còn tạo ra một chiếc hồn hoàn thần cấp vàng ống.
chưa cần động thủ mà chỉ cần phóng ra uy áp cũng khiến cho Đường Tam khó lòng mà chống lại. Uy lực của nó e rằng không thể dùng niên hạn của tu vi để so sánh. Thiên Nhận Tuyết rất muốn biết hắn dựa vào thứ gì mà có thể kiên trì một nén nhang dưới công kích của mình. Tuy nhiên Đường Tam lại phản bác, từ lúc đưa ra lời đề nghị thì hắn đã không nghĩ tới việc kiên trì dưới công kích của cô ta, mà việc hắn muốn làm đó chính là để cho cô ta duy trì dưới công kích của mình liên tục. Hắn sau đó cũng bộc phát lực lượng, điều động toàn bộ làm ngần thảo của toàn bộ khu rừng, chuyển sức mạnh vào nắm đấm rồi lao tới tấn công thẳng mặt đối thủ. Thiên Nhận Tuyết giơ tay đón đỡ, năng lực của nàng hoàn toàn áp chế thần niệm của Đường Tam. Hắn nhanh chóng bị đẩy lùi, thân thể rơi xuống đất. Đường Tam không bỏ cuộc, hắn tiếp tục ngưng tụ sức mạnh rồi tấn công thêm lần nữa. Tuy không thể làm gì được Thiên Nhận Tuyết, vậy những đòn công kích cũng khiến cho nàng ta bất ngờ vì sức mạnh và tốc độ của hắn cứ liên tục tăng lên. Tiếp tục bị đẩy lùi, sau đó hắn lại tiếp tục tấn công. Lần thứ ba rồi lần thứ tư, thứ năm vậy nhưng vẫn không được. Đến lần công kích thứ sáu thì Thiên Nhận Tuyết cũng không đứng yên một chỗ ngăn cản nữa mà lao lên đối chọi trực diện với hắn. Uy lực quá mạnh, thân thể hắn bị đánh bay ra xa trăm mét, thân thể đâm vào vách núi gần đó. Đường Tam chậm rãi đứng dậy rồi tiếp tục lao lên tấn công. Nàng ta nhanh nhẹn tránh né, tặng cho một cước phản công. Hắn sử dụng ra hồn cốt bát chu mâu cùng với thôn phệ kim ti để chuyển hóa thành năng lượng. Hắn lao lên, dùng mấy cái chân nhện cố gắng tấn công Thiên Nhận Tuyết. Vậy nhưng kết quả vẫn như cũ là không làm gì được đối phương. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy khiến cho Thiên Nhận Tuyết cũng tức giận. Nàng ta quyết định phản công. Dù không có thần khí thì bản thân vẫn có thể dựa vào thần lực mênh mông tinh khiết để ngưng tụ thành thiên sứ thành kiếm. Đường Tam miễn cưỡng rút ra sức mạnh của ba cái hồn hoàn để tạo thành thân ảnh của hải thần. Hai người nhanh chóng lao vào nhau tấn công. Kỹ năng va chạm vào nhau tạo ra một vụ nổ khổng bố. Đường Tam dĩ nhiên không phải đối thủ nên bị đánh bay ra xa, thân thể rơi xuống vực, sống chết không rõ. Chưa kịp biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở lần sau nhé! Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!